Rồi tôi hướng dẫn các bạn cô hình cái bài BGP, chạy IBGP, cô hình nhá, tôi cơ bản chạy BGP. Thì ở đây các bạn lưu ý nhá, có ba tôi là một, R2, R3 chạy BGP với nhau. Trong đó chỉ có R1 và R3 peer với nhau thôi qua thao thức, qua một thao thức định tuyến BGP, nhưng mà nội miền nội BGP hành trình. Và R1 peer, R3 để là muốn peer được nhau label lên lên với nhau á. Em hiểu chưa? Thì nó phải chạy nó định tuyến nội miền ở bên trong. Bên trong tôi chọn nó web web. Được chưa? Rồi bây giờ sẽ là cấu hình. Để xong. Rồi, cho tôi là 1. Interface S0.0. Nó sắt. Đặt IP, IP address 10.1.12.1. Cho tôi là 2. Interface S0.0. Mười chấm một chấm bao nhiêu? Ok chưa? Interface S 0.1 nó phát. Cho tôi là 3. Interface S 0.0 vậy để là 1, peer là 3 thì trên router là 1. Router BGP 100. Label 10.1.23.3. Remote IS 100. Đó. Sang là 3. Router BGP 100. Label 10.1. Bao nhiêu? 2.1. Remote IS bao nhiêu? Sau khi làm xong, tôi sẽ thực hiện kiểm tra xem trạng thái label up chưa, bằng loại là show IP BGP label. Đây, giá trị đầu tiên là router ID của BGP version 4. À, router ID nó không đặt, nó 0.0.0. Peer là 10.1.23.3. Thấy được chưa? Thì cái trạng thái là gì nhỉ? Là gì? Active. Active tức là router R1 và R3 chưa thiết lập được mối quan hệ với nhau. Và trạng thái ta mong muốn phải là extemporary. Được chưa? Bây giờ làm nào? Tại vì sao? Tại vì R1 đã thông đến 23.3 chưa? Bình có 10.1.23.3. Ok không ạ? Bây giờ mà muốn thông với nhau tôi phải chạy gì em nhỉ? Chạy các định tuyến nội miền. Router thì em. Network 10.1.12.0. Ok không nhỉ? Ok không? Nó chạy tôi được 2. Router UFS. Tôi muốn network tất cả interface chạy UFS network 0.0.0 0.0.0 AR mấy. Cho tôi là 3. Router UFS 1 network 10.1 chấm bao nhiêu? Đúng chưa? Rồi. Show IP UFS label 23.2. Được chưa? Là 1. Nó kiểm tra nhá, show IP root. Có mạng 23 chưa? Rồi, bình 10.1.23.3. Xong rồi. Kiểm tra xem BGP up chưa? Show IP BGP enable. Đây, nó là trạng thái extemporary, tức là sẵn sàng bắt tay nhau rồi và sẵn sàng cập nhật thông tin tuyến. Em hiểu chưa? Cái bảng này các bạn đọc có vẻ dài, các bạn kiểm tra show IP BGP summary. Đây là cái bảng này. Đây là tên của hàng xóm 10.1.23.3. Được chưa? Label hàng xóm á. Version 4 IS 100. Bản tin gửi đi, bản tin nhận về, bản tin gửi đi. Được chưa? Queue hàng đợi. Thời gian chơi với nhau là 29 giây rồi. Và trạng thái state tức là không có gì cả. Thì có nghĩa rằng hai con đã giao dạng SM với nhau rồi. Và prefix tức là cái số. Số gì nhỉ? Số subnet mà nó quảng bá cho hàng xóm là bao nhiêu? Prefix. Được chưa? Đó, trên router là 1 và R3. Bây giờ tôi sẽ thực hiện trên router, giả sử trên router R1 à, trên router R3 tôi đặt cái interface loopback là 3.3.3.0 3.3.3 4. Rồi tôi quảng bá vào miền BGP, chúng ta xem như nào. Bây giờ muốn quảng bá một cái mạng vào vào BGP tôi làm nào? Tôi 1 đặt interface loopback 0.
Chỉ bao nhiêu em? Rồi tôi quảng bá là 3.3 đúng không? Router PC bao nhiêu? Network 3.3.3.mấy? 0. Thêm từ gọi mask. Nó khác với EIP của OFF là WCAP mask thì BGP sẽ đánh gì nhỉ? Gì? Subnet mask. Ngay lập tức R3 sẽ gửi bản tin cầm đại tuyến mạng 3.3.3 cho nó tôi đổi 1. Và R2 có biết không? R2 có biết không? R2 có chạy BGP đâu mà nó nhận được, em hiểu chưa? Rồi chúng ta kiểm tra trên router 1. Và lưu ý khi chạy BGP á thì router nó sẽ gồm hai bảng. Bảng đầu tiên là bảng BGP table. BGP table là bảng chứa toàn bộ thông tin tuyến đường học được từ BGP. Sau đó có rất nhiều hướng khác nhau gọi chạy BGP. Nếu mà nó nhận một thông tin đường từ nhiều hướng ấy, thì nó sẽ chọn ra tuyến đường tốt nhất đưa bản tuyến. Thì anh cùng khảo bản tuyến người ta gọi là bảng routing table. Giống như EIP có hai bảng á thì BGP có hai bảng. Đây bảng đầu tiên là bảng BGP show IP BGP. Đây. Bảng đầu tiên. Thì anh sẽ hướng dẫn các bạn đọc cái bảng BGP này. Đầu tiên nhá, dấu sao đây này là tuyến đường này là hợp lệ valid. Được chưa? Dấu lớn hơn. Dấu lớn hơn này thể hiện là gì em? Lớn hơn gì? Là best. Best tuyến đường này là tốt nhất. Và trong bảng định tuyến nó sẽ đẩy cái mạng 3.3.0 sẽ tư vào bảng tuyến. Em hiểu chưa? Nếu không có dấu lớn hơn này thì nó sẽ không thể nào đưa các bạn vào bảng tuyến. Tức là nó chỉ biết thôi chứ không phải là tốt nhất. Ok. Y tức là gì nhỉ? Internal. Tức là cái mạng này được học qua IBGP bằng câu lệnh là network. Em hiểu chưa? Rồi network. À, khái niệm network. Network của BGP nó cũng khác network của thao tác định tuyến nội miền. Nếu mà chạy OFF ấy thì network nó sẽ là nào em? Là hàng xóm đấy. Còn BGP network là gì nhỉ? Là peer, là cái thằng mà nó quảng bá thông tin đến. Đó là gì? 23.3 chứ không phải là R2. Em hiểu chưa? Rồi, đây là các thuộc tính tiếp theo. Các cột này là các thuộc tính. Khi một tuyến đường được quảng bá từ BGP nó sẽ kèm rất nhiều thuộc tính vào tuyến đường đó. Giống như giá trị để xác định độ ưu tiên của tuyến đường khi mà router nó nhận được, nó kiểm tra từng thuộc tính một. Đấy không? Thế thì nãy sẽ giải thích cái thuộc tính này sau cụ thể. Rồi, sau đó show IP group. Đây. BGP kiểu chữ gì? B. Mạng 3.3.3.0. 200 là gì? 200 là gì em? 200 là gì? 200 là gì? AD. AD của BGP nội miền là 200, còn ngoại miền là 20. Nhớ ra cái đấy. Metric của BGP không tính, luôn bằng 0. Đây là giá trị next hop là 23.3. Ok. Vậy nó đến 23.3 là nó sẽ phải làm sao? 23.3 phải kết nối trực tiếp không? Không. Nó kiểm tra vào tuyến A đến 23.3 rồi nó lại đệ quy ra đẩy đến 12.2. Ok không ạ? Đó. Đấy là thông tin tuyến đường được BGP cập nhật của các bạn sau. Rồi, chúng ta sẽ thử thành luôn. Rồi tiếp theo anh sẽ tạo một cái loopback treo tờ 1.1.1.1.1 sẽ khai tư. Và tôi sẽ quảng bá cái loopback này vào BGP. Được chưa? Ở treo tờ 1 quảng bá loopback vào BGP. Interface loopback 0. À được rồi. Quảng bá vì router BGP 100. Network 1.1.1.0. Sanamark. Quảng bá vào trên TR3 tôi kiểm tra lại thông tin. Show IP BGP. Còn thêm 1.1 chưa? À lưu ý, đối với những cái interface kết nối trực tiếp mà em network ở BGP á thì next hop là 0.0.0. Nhớ nha. Các bạn coi tận next hop là 0.0.0. Còn các bạn từ xa thì next hop chính là gì nhỉ? Peer. Ok. Show IP root có BGP không? 1.1. Ok, bây giờ tôi sẽ kiểm tra từ mạng R3 3.3.3. Từ cái loopback này, bình loopback là 1 có được hay không? Bình 1.1.1.1 suộc. Suộc tức là bình bằng địa chỉ nguồn là 3.3.3. Không bình được. Lý do tại sao? Rõ ràng trên bảng định tuyến của tôi có mà tôi không bình được. Em hiểu chưa? Thì cũng dễ hiểu thôi, các bạn nhìn đây. Khi tôi bình 1.1.1 này nó có trên bảng định tuyến. Next hop là 10.1.12.1, tức là next hop là muốn đến mạng 1.1.1 này là phải phi đến 10.1.12.1.
10 để đến 10.1.12.1 thì tôi phải đẩy đến lúc bao nhiêu? 10.1.23.2. Lúc đó gói tin từ 3.3.3 đến 1.1 sẽ đẩy đến R2. Thì R2 sẽ phải lúc up và kiểm tra thông tin trên bản lý tuyến, đúng chưa? Xem đến. Xem nó có thông tin mà 2.2, 1.1 không? Sau bài virus. Nó có mạng 1.1 không? Nó không có gì cả, vì nó có chạy BGP đâu, đúng không? Nên tại sao lý do từ router 3 nó không minh được đến router 1 là như vậy. Vậy người ta phải trong cái mạng chạy nội miền này, nếu mà chạy BGP á là phải full mesh BGP. Full mesh tức là gì? Là các router thiết lập với BGP nội miền với nhau từng đôi một, nhớ chưa? Nhưng mà trên router 2 tôi phải chạy BGP. Router BGP 100. Label 10.1.12.1. Remote IS 100. Enable với R1. Label với R3 10.1.23.3. 10.1.23.3. Remote IS bao nhiêu? Bao nhiêu? 100. Ok. Tôi phải làm lại từ R3 với R2 và R3 với R2 và R1 với R2 nữa. Đó, trên từ R1. Router BGP bao nhiêu? 100. Label 10.1.12.2. Remote IS bao nhiêu? 100. Cho tôi là 3. Router BGP bao nhiêu? Bao nhiêu? Rồi. Sau khi làm xong từ R2 thì kiểm tra hàng xóm. Show IP BGP. Label. Nó sẽ có hai hàng xóm. Đầu tiên là 12.1 cho active và chưa được rồi. 12.1 giờ mà up lên này. Cái bảng này khóa điền show IP BGP summary nó sẽ dễ nhìn hơn. 12.1 23.1 prefix nó nhận được là một prefix. Đúng chưa? Trạng thái là gì nhỉ? Test không ghi, có nghĩa là ok. Show IP BGP. Thứ hai mạng chưa? 1.1.1.0 và 3.3.3.0. Ok không ạ? Đúng chưa? Trên bảng tuyến có mạng 3.3 không? Có. Từ R3 tôi bước lại R1 xong bước nhau mình thành công. Ok nhá. Nhớ nhá, trong chạy đến tuyến nội miền BGP chúng ta phải chạy full mesh BGP, tức là cao tơ phải thiết lập với nhau từng đơn một. Ok không ạ? Rồi. Tiếp theo anh sẽ dẫn các bạn cấu hình BGP, eBGP, tức là định tuyến ngoại miền. Bây giờ anh sẽ có router, tôi sẽ có router R4 kết nối với router R1 với IS là 200. Và R4 nó sẽ enable peer với router R1 có một phiên eBGP, được chưa? Rồi chưa router R4. Interface S0.0 nó sẵn 10.1.14.4. Rồi. Interface lúc S0 IP address 4.4.4.4. Cho tôi là 1. Interface S0.1. Rồi. Vậy tôi chạy eBGP đi. Router BGP 100. Label 100 chứ, 10.1.14.4. Remote IS bao nhiêu? 100. Rồi trên router R4 làm lại. Router BGP bao nhiêu? 200. Label 10.1. bao nhiêu? Remote bao nhiêu? Bao nhiêu? 1. Remote IS bao nhiêu? Bao nhiêu? Show IP BGP summary nó vẫn ở trạng thái active đấy nhau đặt nhau đặt chưa được áp rồi đây, áp rồi thì nó không còn gì nữa cả. Ok, và tôi sẽ khảo sát khi tôi quảng bá cái mạng 4.4.4 từ S200 và S100 như thế nào. Theo tôi là 4 router BGP 200 tôi network 4.4.4.0 SATAMAX. Ok, trên tôi là 1, tôi kiểm tra. Đầu tiên tôi kiểm tra hỏng BGP trước. Sau thế. Đây có 4.4 chưa? Anh nhắc lại này. Best part rồi lớn hơn, valid. Sao là hợp lệ? 4.4 là cái mạng được học từ eBGP nên nó không có chữ Y nữa. Em hiểu chưa? Y là internal. Next up là địa chỉ IP của router R4 phía IS kia quảng bá xuống. Metric Local Preference West IS Path là các thuộc tính gắn kèm khi mạng 4.4 được quảng bá đi. Em hiểu chưa?
Rồi trên router ở bên trong này tôi sẽ khảo sát router ở 3. Show IP BGP. Các bạn thấy 4.4 không? Có điều gì đặc biệt? Sao? Và Y là nội biển. Nội biển là do thằng R1 quảng bá cho R3. Và không một số lớn hơn. Tức là tuyến đường này không phải best path và nó không có trong bản tuyến chắc chắn luôn. Và next hop là gì? Next hop này á, là các bạn lưu ý, next hop này là 10.1.14.4 là next AS, tức là địa chỉ IP của AS đối diện, địa chỉ IP của router á được quảng bá vào. Ok. Nhớ chưa? Và thuộc tính next hop khi quảng bá theo kèm theo mạng 4.4 nó làm sao? Không thay đổi khi quảng bá vào AS100. Đó là lý do tại sao R3 không đưa ra vào bản tuyến vì nó không thể đến được 10.1.14.4. Trên bản tuyến router R3 sau IP root không có mạng 10.1.14.4 nên nó không đưa bản tuyến. Đồng nghĩa rằng là nó không đến được. Em hiểu chưa? R2 và R tương tự như vậy. Thế bây giờ tôi sẽ làm nào để khắc phục việc này? Tôi sẽ phải thay đổi thuộc tính next hop khi là một quảng bá mạng 4.4.4 vào. Đúng chưa? Thay đổi thuộc tính next hop phải bảo tất cả router bên trong chạy IPv4 rằng ra ngoài là sẽ đẩy đến router R1. Vậy trên router R1 tôi sẽ cấu hình thay đổi thuộc tính next hop như sau. Router BGP bao nhiêu? 100 Naval 10.1.12.2. Next hop là chính nó. Next hop gì? Chèo. Naval 10.1.23.3. Next hop gì? Chèo. Sau khi làm này tôi kiểm tra lại trên router R3 sau IP BGP. Đây. Lớn hơn chưa? Next hop đấy không còn là 14.4 nữa mà là 12.1. Đúng không? Đúng chưa? Rồi trên bản tuyến có không? Đó. Tôi có binh được không? Binh 4.4.4. Tại sao nó không binh được? Nếu em binh bình thường như thế này này thì địa chỉ binh nguồn nó sẽ lấy là địa chỉ cổng ra 10.1.23.3. Mà mạng 23 này không được quảng bá BGP, tức là R4 không biết được đến mạng 23. Em hiểu không? Nên chúng ta phải binh gì nhỉ? Ok. Binh thành công. Vậy đã hướng dẫn các bạn thay đổi thuộc tính next hop khi quảng bá một cái tuyến đường từ AS này sang AS khác của BGP. Ok nhỉ? Rồi. Theo anh sẽ hướng dẫn các bạn cấu hình thay đổi thuộc tính tiếp theo của BGP, đó là thuộc tính web. Bằng cách là anh sẽ lấy một router R5 nữa ra, anh cấu hình AS300. Và anh đã đặt với R5 một cái loopback vẫn là 4.4.4.4.4. Router R5 và R4 đều chạy BGP với router R1. Cùng quảng bá mạng 4 vào, xem tờ R1 sẽ chọn đường theo R4 hay theo R5. Đúng không? Sau đó ta sẽ thay đổi thuộc tính để thay đổi cái việc chọn đường đó. Và nhớ nhắc lại, BGP chọn đường không phải sử dụng giá trị magic mà giá trị thuộc tính. Thuộc tính của BGP nó có tất cả thuộc tính bao gồm giá trị web, local preference, ISPath và magic. Đây là 5 thuộc tính cơ bản để ESP chọn đường. Và nó khi một tuyến đường quảng bá tới, nó sẽ so sánh lần lượt các thuộc tính nào ưu tiên hơn thì nó sẽ chọn được luôn theo trình tự như sau. Nó xoay web trước, web sau đó đến gì, local preference, sau đấy gì, ISP, sau đó gì, magic. Nó sẽ so sánh đầy đủ số này. Và nếu mà hai tuyến đường có web bằng nhau, so sánh local với preference, local bằng nhau thì so sánh ISPath, magic bằng nhau thì cuối cùng nó sẽ dựa trên cái yếu tố cuối cùng đó là router ID. Router ID thằng nào nhỏ hơn sẽ ưu tiên hơn. Thằng web này thì nó lại là lớn hơn thì ưu tiên hơn. Local với preference sẽ làm sao cũng lớn hơn ưu tiên hơn, đúng không? ISPath thì làm sao? Tức là số IS nó cái tuyến đường đó phải đã đi qua thì thằng nào ít hơn thì sẽ ưu tiên hơn. Còn magic thì sẽ làm sao? Nhỏ hơn sẽ ưu tiên hơn. Và router ID làm sao? Nhỏ hơn ưu tiên hơn. Trong trình CCNA anh sẽ không thể dạy tất cả thuộc tính này cho bạn được. Thì hôm nay sẽ ví dụ đầu thuộc tính đầu tiên để làm sự thay đổi đó. Đó là thuộc tính web. Thì cụ thể là bây giờ anh sẽ cấu hình được R1 và R5 chạy BGP như sau. Router R5 interface loopback 0 4.4.4. Rồi interface FastS 0.1 nó sắt 10.1.15.5. Rồi. Chia router R1 interface S0.2.
chạy eBGP router BGP 100 level 10.1.15.5 remote AS bao nhiêu? 300. Rồi năm nữa làm ngược lại router BGP bao nhiêu? 300 level 10.1.15. Trong lúc BGP setup sau IP BGP chưa có gì. Sau IP BGP enable active đang trạng thái active chưa được đúng không? Đây 15.1 up rồi. Ok chưa? Bây giờ năm tôi quảng bá các mạng 4 và 3 đúng không? Router BGP bao nhiêu? 300. Quảng bá mạng 4 đúng không? Network. Thì đang tôi là 1 đây này. Nó sẽ học các mạng 4 qua thằng nào? Thì đang tôi là 1. So IP BGP. Đây thì 2 mạng 4 chưa? Best path sẽ là dấu lớn hơn xuống dòng dưới là 14.4. Là qua thằng này đúng không? Đúng chưa? Và trong bảng định tuyến sau IP root thì 4.4 sẽ qua nào? Qua 14.4. Ok không ạ? Bây giờ tôi sẽ thay đổi thuộc tính quét để thằng là 1 nó đối xử thằng là 5 ưu tiên hơn. Tôi tăng cái quét của là 5 lên. Đây, sau IP BGP cái quét default ấy, đối với ngoại miền từ quảng miền IS khác quảng bá tới ấy, default không chỉnh gì cả, nó bằng không, không mang theo. Ok chưa? Bây giờ tôi sẽ chỉnh được bằng câu lệnh rất đơn giản như sau. Theo tôi là 1 router BGP 100 label 10.1.14.4 west bao nhiêu? 100 label 10.1.15.5 west bao nhiêu? 200. Ăn chưa? Show IP BGP chưa? Chưa phải apply policy vào clear IP BGP sau in. Sau in tức là nó chỉ apply policy thôi, không làm reset BGP. Còn clear IP BGP sau tức là làm down toàn bộ label và thiết lập hàng xóm lại. Đó là điều không muốn. Rồi, sau IP BGP. Thấy chưa? 200 chưa? Nó ăn theo R5 chưa? Ok không? Đấy, tôi đã thay đổi thuộc tính web khi chạy BGP. Nhớ ra. Rồi.